Phần 7. Đức Phật kể nguyên do Ngài mượn thân con người. Đầu tiên, Như Lai là một tánh Phật rất nhỏ, chỉ bằng 1/10 của trứng cá, sống ở trong bể tánh thanh tịnh cũng gọi là Phật giới. Như Lai nhìn thấy những vị Phật quá lớn, có màu vàng sáng, ánh rất đẹp, gọi là kim thân Phật quá lớn. Như Lai mới tò mò hỏi một kim thân Phật như sau: tánh Phật sao quá nhỏ, còn kim thân Phật sao quá lớn vậy? Có kim thân Phật mới hóa thân nhỏ lại và trả lời cho Như Lai như sau: tánh Phật nào muốn lớn bằng kim thân Phật chúng tôi thì hãy vào dòng tộc loài người, xin làm con của loài người tạo công đức, mang công đức trở về Phật giới. Số công đức mà tánh Phật mang về Phật giới đó được điện từ quang trong Phật giới chiếu vào số công đức này sẽ biến thành hai thứ. Một là tự định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh để cho một kim thân Phật ở. Hai là từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này tự sản sinh ra một kim thân Phật. Kim thân Phật lớn hay nhỏ là do khối công đức của tánh Phật mượn thân người tạo ra. Như Lai có hỏi kim thân Phật như sau: xin kim thân Phật dạy rõ cho tánh Phật tôi thêm 3 phần. 1. Đường vào thế giới loài người ở đâu? 2. Vào thế giới loài người xin ai để mượn thân con người? 3. Làm con người tạo công đức bao lâu mới trở về Phật giới? Kim thân Phật trả lời câu 1: tánh Phật nào muốn vào thế giới loài người phải lên đỉnh tam giới, chui vào lỗ hút gọi là cửa hải triều âm. Cái ống này gọi là trung tâm vận hành luân hồi của tam giới. Vào đây được hút vào một trong 6 hành tinh tứ nại. Trong mỗi hành tinh tứ nại có 6 loài chung sống, gồm: một loài thần có 4 giai cấp và nhiệm vụ của mỗi giai cấp thần như sau: 1. Thần chủ trái đất có nhiệm vụ lập ra đạo lớn ở trái đất. 2. Thần chủ của mỗi quốc gia trái đất có nhiệm vụ tiếp đạo lớn của thần chủ trái đất lập ra đem vào quốc gia mình, người ở quốc gia mình ai tin thì tu. 3. Thần chủ vùng của mỗi quốc gia có nhiệm vụ làm trưởng dòng tộc loài người, lập gia đình ở mỗi vùng của quốc gia, phân công việc làm cho thần thừa hành. Kim thân Phật trả lời câu thứ 2: vào thế giới loài người xin làm con của con người là phải được trưởng dòng tộc chấp thuận. Kim thân Phật trả lời câu thứ 3: còn làm con người tạo công đức bao lâu mới trở về Phật giới? Phần này tùy thuộc vào tánh Phật. Nếu tánh Phật nào ham mê vật chất thì ở hoài trong dòng tộc, không muốn trở về Phật giới. Nếu tánh Phật nào ham mê lên các cõi trời vui chơi thì không muốn trở về Phật giới. Nếu tánh Phật nào ham mê làm thần thì không muốn trở về Phật giới. Nếu tánh Phật nào ham danh vật tiền của loài người thì không muốn trở về Phật giới. Nếu tánh Phật nào ham làm thầy ở loài người thì không muốn trở về Phật giới. Nếu tánh Phật nào ham giả người tu để lấy tiền của người khờ dại thì không muốn trở về Phật giới. Nếu tánh Phật nào ham làm thần nhập xác để nói quá khứ vị lai kiếm tiền thì không muốn trở về Phật giới. Nếu tánh Phật nào ham muốn làm súc sinh thì không muốn trở về Phật giới. Nếu tánh Phật nào ham muốn vào địa ngục sống thì không muốn trở về Phật giới. Nếu tánh Phật nào ham muốn vào địa ngục sống thì không muốn trở về Phật giới. Nếu tánh Phật nào ham muốn làm loài thực vật thì không muốn trở về Phật giới. Kim thân Phật nói tiếp: nếu nói ham muốn ở thế giới loài người thì có đến 1001 cái ham muốn. Ham muốn đến nỗi tánh Phật vào thế giới loài người luân hồi cả 100 tỷ năm mà cũng chưa chịu từ bỏ ham muốn để trở về Phật giới. Như Lai nói: kim thân Phật sao đánh giá quá thấp tánh Phật của chúng tôi như vậy? Kim thân Phật trả lời: tánh Phật hãy vào thử thế giới loài người đi rồi sẽ biết. Vì trong loài người có câu: vật chất là đầu tồn sinh, danh lợi không ai đành mà bỏ đi. Người nào bỏ danh lợi là ngu si, Phật giới là cái chi phải về. Tam giới có nhiều thứ mê, cái mê thứ nhất là về trời cao, cái mê thứ hai làm sao bỏ đành. Có tiền, có tiếng, có danh, Phật tánh vào đó sao đành bỏ đi. Không tin vào đó một khi, nếm mùi nhân quả, cái chi biết liền. Nghe Kim Thân Phật nói mấy câu như vậy, Như Lai không tin là thế giới con người tiền tài, danh lợi mạnh như vậy, nên từ giã Kim Thân Phật tìm đường vào thế giới loài người. Như Lai mới lên đỉnh tam giới, chui vào ống hút trung tâm vận hành luân hồi tam giới. Như Lai vừa đến cửa này
bị điện từ dương hút tánh Phật của Như Lai vào trung tâm vận hành luân hồi. Tánh Phật của Như Lai liền trở thành là tánh Phật Nam. Tiếp sau tánh Phật của Như Lai, có một tánh Phật khác theo tánh Phật của Như Lai chui vào ống cửa hải triều âm, lại bị điện tử âm hút vào. Tánh Phật này trở thành là tánh Phật nữ. Như Lai bị hút đến vùng rất nóng của mặt trời, bị sức nóng của mặt trời chặn lại. Liền khi đó, hành tinh Nam Diêm Phù Đề vừa quay đến, tánh Phật của Như Lai bị sức nóng mặt trời đẩy vào hành tinh Nam Diêm Phù Đề. Thế là tánh Phật của Như Lai bay lang thang khắp trong hành tinh này. Gặp một vị thần thừa hành, tánh Phật của Như Lai có hỏi: "Thưa thần thừa hành, tánh Phật tôi từ Phật giới vào đây, muốn vào gia đình mượn thân người để tạo công đức mang về Phật giới. Vậy phải hỏi ai? Xin thần thừa hành chỉ giúp." Vị thần thừa hành không trả lời mà dẫn tánh Phật của Như Lai đến gặp trưởng dòng tộc. Khi gặp trưởng dòng tộc, tánh Phật của Như Lai có hỏi như sau: "Thưa trưởng dòng tộc, tánh Phật của tôi muốn vào gia đình mượn thân người tạo công đức, xin trưởng dòng tộc cho phép." Vị trưởng dòng tộc hỏi tánh Phật của Như Lai: "Vậy tánh Phật muốn mượn thân con người bao lâu?" Tánh Phật của Như Lai trả lời: "Chỉ mượn thân con người một thời gian ngắn thôi." Trưởng dòng tộc lại hỏi tánh Phật của Như Lai: "Thời gian ngắn là bao lâu?" Tánh Phật của Như Lai trả lời: "Khi đủ công đức là tôi trở về Phật giới." Trưởng dòng tộc nói: "Tôi không tin, tất cả tánh Phật nào vào đây cũng nói như vậy. Nhưng khi vào gia đình mượn được thân người rồi, không chịu tạo công đức mà ham tạo phước đức và ác đức để đi các nơi như sau: muốn làm người giàu sang ở mãi thế giới này, muốn có quyền uy không chịu về, muốn làm thầy nhận tiền cúng của người khác, muốn làm thân để hù dọa người khác, muốn lên các cõi trời để vui chơi, muốn lên nước cực lạc để hưởng sung sướng, và còn rất nhiều chuyện khác nữa mà cũng chưa chịu trở về. Có nhiều tánh Phật ở trái đất và tam giới này hàng 70-80 tỷ năm mà cũng chưa chịu về." Như Lai nghe trưởng dòng tộc nói vậy nên có thể. Trưởng dòng tộc đưa tay ra cản và nói: "Tánh Phật đừng thì tốt làm chi cho mất công. Tánh Phật chỉ cần nhìn về Phật giới, mời kinh tân Phật nào mà chỉ tánh Phật vào đây, phân thân đến đây làm chứng là trưởng dòng tộc tôi cho tánh Phật nhập vào gia đình mượn thân người ngay. Nếu tánh Phật không chịu trở về Phật giới thì kim thân Phật này phải có trách nhiệm phân thân vào đây gọi về." Tánh Phật của Như Lai nghe trưởng dòng tộc nói vậy liền nhìn về Phật giới, thấy một kim thân Phật ứng thân ra trước mặt Như Lai và trưởng dòng tộc nói: "Xin chào trưởng dòng tộc, tôi là Phật Nhiên Đăng từ Phật giới phân thân đến đây. Tánh Phật này là do tôi chỉ đường vào thế giới loài người để mượn thân người tạo công đức. Tôi đã theo dõi tánh Phật này từ khi vào trung tâm vận hành luân hồi tam giới và vào đây. Tôi biết tánh Phật này sẽ nhờ tôi làm chứng để khi tánh Phật này không chịu trở về Phật giới, tôi phân thân đến nhắc nhở." Phật Nhiên Đăng nhìn Như Lai và nói: "Này tánh Phật cứ vào gia đình làm con, dáng tạo công đức trở về Phật giới." Phật Nhiên Đăng nói thêm: "Khi nào tánh Phật sợ làm người, muốn trở về Phật giới, chỉ cần nhớ đến Phật Nhiên Đăng này thì Phật Nhiên Đăng này sẽ ứng thân đến ngay, dạy công thức trở về Phật giới." Tánh Phật của Như Lai được Phật Nhiên Đăng cam kết với trưởng dòng tộc như vậy nên được trưởng dòng tộc chấp thuận và chỉ định một vị thần thừa hành dẫn tánh Phật của Như Lai nhập vào gia đình. Như Lai nhập vào gia đình làm con. Đầu tiên, vị thần thừa hành dẫn tánh Phật của Như Lai vào gia đình ông bà Thiện Phúc Trường và Liễu An Anh. Khi ông bà giao hợp với nhau, vị thần thừa hành đẩy tánh Phật của Như Lai vào tử cung của bà Liễu An Anh. Liền khi đó, tinh ông Thiện Phúc Trường và noãn của bà Liễu An Anh cuốn hút với nhau tạo thành sự cuốn hút vật lý. Điện từ âm dương cuốn hút tinh ông Thiện Phúc Trường và noãn của bà Liễu An Anh cuốn hút với nhau tạo thành sự cuốn hút vật lý, gọi là vỏ bọc của tánh người. Tánh của con người liên tục quay cuốn hút với nhau nên phát ra 16 thứ, gọi là tánh người, gồm thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thủy, tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. Tánh Phật của Như Lai bị điện từ cuốn hút cứng vào tinh của ông Thiện Phúc Trường và noãn của bà Liễu An Anh.
Tánh Phật của Như Lai ngủ trong tử cung của bà Liễu An Anh suốt 9 tháng 10 ngày, dần dần trở thành là một thai nhi. Được bà Liễu An Anh sinh ra, phải chui qua cửa hẹp của bà Liễu An Anh. Thai nhi này bị bóp lại, làm cho tánh Phật của Như Lai thức giấc đột ngột, nên tự nhiên la lên. Ông Thiện Phúc Trường và bà Liễu An Anh gọi thai nhi này là con, đặt cho cái tên là Thiện Phúc Lai, mà ông bà Thiện Phúc Trường và Liễu An Anh không hề biết tánh Phật của Như Lai ở trong thân đứa trẻ Thiện Phúc Lai này. Khi tánh Phật của Như Lai theo thân đứa trẻ Thiện Phúc Lai ra ngoài tử cung của bà Liễu An Anh, bốn thứ tánh Phật của Như Lai thấy không biết gì, nói không phát rõ ra tiếng được, nghe không hiểu gì. Như Lai kể mượn thân người tạo công đức tại sao không tạo được là có các nguyên do như sau. Nguyên do thứ nhất, tử cung của bà Liễu An Anh có hai công dụng. Một là nơi làm cho tánh Phật của Như Lai quên hết những gì mà tánh Phật của Như Lai thấy, nghe, nói và biết ở bên Phật giới. Hai là tử cung của bà Liễu An Anh là nơi sinh ra con người. Nguyên do thứ hai, điện tử âm dương nơi trái đất này lúc nào cũng luân chuyển kéo trái đất một vòng tròn rồi trở lại chỗ cũ nên gọi là luân hồi. Trái đất này lúc nào cũng chuyển động nên sinh ra nhân quả. Con người và vạn vật sống trên trái đất này bắt buộc phải sống theo quy luật luân hồi và nhân quả của trái đất. Vì vậy, tánh Phật của Như Lai mượn thân con người để tạo công đức khó hơn đi tìm kim dưới đáy biển Thái Bình Dương nữa. Cộng với tánh của con người có hai thứ hoạt động rất mạnh là tưởng và tham, cho nên tánh Phật của Như Lai khó mà tạo công đức được. Còn công thức công đức, đúng 10.000 năm mới có một vị Phật ra đời dạy, nhưng chỉ dạy trong thời gian ngắn rồi thôi. Vì vậy, tánh Phật nào muốn mượn thân con người để tạo công đức không phải dễ. 100 triệu người mới có một người tạo ra được mà thôi. Lại nữa, thân người ở trái đất này rất ham mê, sử dụng cái tưởng của tánh người, sử dụng cái tham của tánh người, sử dụng cái kiến chấp của tánh người, sử dụng cái ta của tánh người, vân vân. Thì làm sao tánh Phật của Như Lai nhớ mượn thân người tạo công đức để mang trở về Phật giới? Như Lai kể mượn thân người đầu tiên. Lớn lên, Như Lai mang thân Thiện Phúc Lai được cha mẹ cho đi học ngành thầy giáo. Một hôm, Như Lai đi ngang một thiền viện, thấy có rất nhiều người ngồi thiền. Như Lai có vào hỏi: "Thưa, quý thầy ngồi thiền để làm gì?" Có vị thầy trả lời: "Chúng tôi ngồi thiền để tâm thanh tịnh." Như Lai vừa nghe hai tiếng thanh tịnh, tự nhiên nhớ lại, trước kia Như Lai cũng ở trong bể tánh thanh tịnh. Chắc có lẽ quý thầy này ngồi thiền để trở về bể tánh thanh tịnh đây. Như Lai liền xin vào học ngồi thiền thanh tịnh, được quý thầy dạy như sau: "Muốn tâm được thanh tịnh, ngày nào cũng dụng công ngồi thiền từ 3 đến 5 tiếng đồng hồ. Dụng công ép cho tâm không suy nghĩ một điều gì. Phải ham muốn vào sống trong thanh tịnh. Làm công đức thật nhiều càng tốt." Như Lai học được 4 phần nói trên, thực hành như vị thầy dạy. Đúng 86 tuổi, thân người Như Lai mượn đã hết tuổi thọ. Tánh người không bao thân người của Như Lai mượn nữa, mà co lại thành là trung ấm thân. Vị thần phụ trách tánh Phật của Như Lai nhìn thấy trong trung ấm thân này có chứa hai phần: một là rất thanh tịnh, hai là nghiệp phước đức dương rất nhiều. Vị thần đánh giá hai thứ này được hưởng nghiệp phước đức dương ở vòng hoàn đạo 4, là hành tinh cõi trời vô sắc. Nên vị thần phụ trách tánh Phật của Như Lai nắm trung âm thân mang tánh Phật và khối nghiệp phước dương ném vào vòng 4 của tam giới. Khi trung âm thân mang tánh Phật và khối nghiệp phước đức dương thanh tịnh bay đến vòng 4 tam giới, bay lượn mấy vòng, nhìn thấy đôi trời nam và trời nữ đang giao hợp, trung âm thân bay đến gần, bị hút vào tử cung của trời nữ. Tánh Phật của Như Lai vào trong tử cung của trời nữ ngủ suốt 900 tháng 10.000 ngày. Vị trời nữ sinh ra là một trời con, tánh Phật của Như Lai ở trong thân trời con này. Dần dần, lớn lên hưởng nghiệp phước đức dương như sau: hưởng nghiệp phước đức dương thanh tịnh. Muốn hưởng nghiệp phước đức dương thanh tịnh nhiều hơn, phải dụng công ngồi thiền thì thanh tịnh được gia tăng gấp 10 lần. Hưởng nghiệp phước đức dương giao hợp với trời nữ được tự do, nên thường xuyên giao hợp. Tánh Phật của Như Lai hưởng hết nghiệp phước đức dương ở cõi trời vô sắc, trở lại dòng tộc loài người. Đúng 100.000 năm,
tánh Phật của Như Lai đã hưởng hết nghiệp phước đức dương, thân trời của Như Lai tự tan rã ra, trung ấm thân chở tánh Phật của Như Lai trở lại trái đất. Như Lai đến trình diện trường dòng tộc, trường dòng tộc hỏi tánh Phật của Như Lai: tánh Phật đã mượn thân người đúng 100.086 năm rồi, vậy tánh Phật tạo được mấy phần công đức? Tánh Phật của Như Lai trả lời là chưa có một phần công đức nào. Tánh Phật của Như Lai nói: tánh Phật tôi bị mấy vị thầy dạy tạo công đức không biết mà cũng dạy, nên tánh Phật tôi tạo nghiệp phước đức dương, vãng sinh lên cõi trời vô sắc sống 100.000 năm. Nay hết nghiệp phước đức dương mới trở lại đây trình diện trường dòng tộc, xin cho tánh Phật tôi mượn thân người khác để tạo công đức. Trường dòng tộc nói: tánh Phật mới vào đây, xin mượn thân người chỉ một thời gian ngắn, nay đã 100.086 năm rồi mà còn muốn mượn thân người nữa sao? Tánh Phật của Như Lai năn nỉ trưởng dòng tộc: xin trưởng dòng tộc cho tánh Phật tôi mượn thân người thêm một lần nữa, lần này tánh Phật tôi nhất quyết tạo cho bằng được công đức. Nghe tánh Phật của Như Lai năn nỉ như vậy, nên trưởng dòng tộc liền sai vị thần thừa hành khác dẫn tánh Phật của Như Lai vào gia đình ông bà Trường Phú Tài và Liễn Anh Thư. Tánh Phật của Như Lai mượn thân người lần thứ hai, lần này cũng như lần trước, khi ông bà Trưởng Phú Tài và Liễn Anh Thư đang giao hợp, vị thần phụ trách tánh Phật của Như Lai đẩy tánh Phật của Như Lai vào tử cung của bà Liễn Anh Thư ngủ suốt 9 tháng 10 ngày. Bà Liễn Anh Thư sinh tánh Phật của Như Lai ra, tánh Phật của Như Lai dính cứng trong thân đứa trẻ. Ông bà Trưởng Phú Tài và Liễn Anh Thư đặt cho đứa trẻ này tên là Trưởng Phú Giáo và gọi ông bà là cha mẹ. Lớn lên, cha mẹ cho đi học ngành thiên văn. Một hôm Như Lai đang quan sát các vì tinh tú trên bầu trời, có vị cao niên đến hỏi Như Lai: cậu quan sát bầu trời xem tinh tú, vậy cậu có biết bầu trời này có bao nhiêu hành tinh giống như trái đất này không? Một câu hỏi đúng với ngành học của Như Lai, thế mà Như Lai không biết, thật là xấu hổ. Như Lai mới thưa hỏi vị cao niên này: thưa cụ, cháu không biết, vậy cụ có thể cho cháu biết được không? Vị cao niên ấy trả lời: có sáu. Vị cao niên ấy bỏ đi không cho Như Lai hỏi thêm gì nữa. Tối đêm đó, Như Lai bỗng nhớ lại, trước khi Như Lai ở trong bể tánh thanh tịnh, vì muốn có một kim thân Phật lớn nên vào loài người, mượn thân con người tạo công đức để mang về Phật giới, định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và một kim thân Phật. Nhưng gặp phải những ông thầy không biết tạo công đức là gì, tạo nghiệp phước đức dương mà nói là tạo công đức. Nên khi thân người của Như Lai mượn hết tuổi thọ, biến thành là trung ấm thân. Vị thần phụ trách tánh Phật của Như Lai thấy trung ấm thân của Như Lai mượn chứa toàn là nghiệp phước đức dương thanh tịnh, nên vị thần phụ trách tánh Phật của Như Lai cho vào vòng bốn tam giới, vào hành tinh vô sắc sống 100.000 năm. Lần mượn thân người thứ hai này, Như Lai quyết chí phải tạo công đức cho bằng được. Ngay trong vùng có vị hòa thượng Lãnh Như Nhiên chuyên dạy tạo công đức, nên Như Lai tìm đến học. Hòa thượng Lãnh Như Nhiên dạy tạo công đức phải làm bốn phần: phải bố thí thật nhiều, mỗi ngày phải dụng công ngồi thiền 5 giờ. Khi ngồi thiền, lúc nào cũng ham muốn nhìn thấy thế giới vui tươi nơi chư Phật sống. Khi hết tuổi thọ, tự mình mang số công đức trở về Phật giới, về bên đó làm gì tùy ý. Như Lai nghe vậy và hành theo vị hòa thượng này đến khi 88 tuổi, thân người của Như Lai chết. Trung ấm thân trở tánh Phật của Như Lai vãng sinh đến hành tinh hữu sắc. Vào hành tinh này, trung ấm thân trở tánh Phật của Như Lai cũng bay lượn mấy vòng, gặp đôi trẻ nam và trẻ nữ đang giao hợp. Trung ấm thân mang tánh Phật của Như Lai bay đến gần đôi trẻ nam và nữ đang giao hợp. Trung ấm thân mang tánh Phật, khối nghiệp phước đức dương do Như Lai mượn thân người tạo ra, được hút vào tử cung của trẻ nữ, ngủ suốt 900 tháng và 1.000 ngày. Trời nữ sinh tánh Phật của Như Lai ra, dính cứng vào thân một trời nam con. Như Lai phải mang thân trời nam này lớn lên làm hai việc: cùng trời nữ dạo chơi khắp trong hành tinh hữu sắc này, ngày nào cũng giao hợp với trời nữ mấy lần để tiếp nhận trung ấm thân từ thế giới loài người vãng sinh đến để hưởng nghiệp phước đức dương trong cảnh vui tươi rực rỡ. Khi Như Lai sống ở hành tinh hữu sắc này 10.000 năm là hết nghiệp phước đức dương, thân trời của Như Lai tan rã ra, trung ấm thân trở tánh Phật của Như Lai trở lại thế giới loài người, trình diện với trường dòng tộc lần thứ hai.
Trừ dòng tộc lại hỏi tánh Phật của Như Lai: lần này tánh Phật có tạo công đức được chưa? Như Lai quá xấu hổ và trả lời: thưa chưa. Trưởng dòng tộc không nói gì, sai vị thần phụ trách dẫn tánh Phật của Như Lai dẫn đến gia đình ông bà Thái Trọng Ân và Lâm Ngọc Khanh. Khi ông bà đang giao hợp, vị thần thực hành đẩy trung âm thân mang tánh Phật của Như Lai vào tử cung của bà Lâm Ngọc Khanh, ngủ trong đó cũng suốt 9 tháng 10 ngày. Được bà Lâm Ngọc Khanh sinh ra, ông bà đặt cho cái tên là Thái Trọng Ân. Như Lai gọi ông bà là cha mẹ. Lớn lên, cha mẹ cho đi học ngành thầy thuốc. Một hôm, Như Lai đang bốc thuốc cho một bệnh nhân. Có một vị cao niên đến hỏi Như Lai: thầy bốc thuốc cho một bệnh nhân uống để hết bệnh, vậy thầy có biết bệnh của thầy là gì không? Như Lai là một thầy thuốc còn rất trẻ, khỏe mạnh, mà ông cao niên này bảo Như Lai có bệnh. Như Lai trả lời: tôi là một thầy thuốc trẻ, khỏe mạnh, thì làm gì có bệnh? Ông cao niên ấy nói: tuy cậu là thầy thuốc trẻ, khỏe mạnh, nhưng thầy có bệnh hay quên. Nghe câu nói này, bỗng Như Lai nhớ lại. Trước Như Lai ở trong bị tánh thanh tịnh, vì ham muốn có ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và kim thân Phật, nên Như Lai mới vào thế giới loài người, mượn thân người tạo công đức, mang về bể tánh thanh tịnh để có ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và kim thân Phật. Như Lai nhớ lại như vậy, nên có tìm đến chùa Vạn Đức tìm sư trụ trì chùa này, xin học cách tạo công đức. Sư trụ trì chùa Vạn Đức hỏi Như Lai: vậy cậu muốn tạo công đức nhiều hay ít? Như Lai thưa: dạ con muốn tạo công đức vô lượng. Sư trụ trì chùa Vạn Đức nhìn Như Lai một hồi lâu rồi nói: chùa Vạn Đức này đang chuẩn bị xây dựng lại, ước tính là 500 lượng vàng. Vậy cậu có bao nhiêu góp vào, góp càng nhiều công đức càng lớn. Nghe vậy, Như Lai về nhà vận động cha mẹ và người thân, góp được 400 lượng vàng đem dâng cho sư trụ trì chùa Vạn Đức để xây dựng lại ngôi chùa này. Khi sư trụ trì chùa Vạn Đức nhận 400 lượng vàng, con nói với Như Lai: cậu có tấm lòng cúng dường 400 lượng vàng, công đức của cậu được vô lượng rồi đó. Sư hồi hướng công đức này cho cậu vãng sinh về Phật quốc. Sư trụ trì chùa Vạn Đức có dạy Như Lai như sau: làm việc gì tâm cậu cũng hằng thanh tịnh, khi mãn phần chắc chắn cậu sẽ được vãng sinh về Phật quốc, sư đảm bảo 100% cho cậu. Nghe sư chùa Vạn Đức dạy vậy, Như Lai rất mừng. Nên Như Lai làm việc gì tâm cũng thanh tịnh. Khi thân người Như Lai mượn tạo công đức được 84 tuổi bị chết, vị thần phụ trách tánh Phật của Như Lai nắm trung âm thân trở tánh Phật và khối nghiệp phúc đức dương của Như Lai ném vào hành tinh tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Nhìn thấy đôi tiên nam và nữ đang giao hợp với nhau, trung âm thân trở Như Lai nhập vào tử cung của tiên nữ, ngủ được mấy ngày. Tiên nữ này bay ra biển sen đẻ noãn tiên này vào hoa sen. Đúng một năm sau, hoa sen nở ra, noãn tiên này thành là một tiên nam. Như Lai phải mang thân tiên nam này lớn lên. Như Lai làm có 4 việc: sáng ngày nào cũng bẻ cành hoa sen đến nơi thờ Phật, ngày nào cũng giao hợp với tiên nữ để tiếp nhận trung ấm thân loài người vãng sanh đến, cùng tiên nữ vui chơi khắp trong hành tinh tịnh độ. Mỗi tháng phải đến đạo tràng học đạo giải thoát một ngày. Khi Như Lai hưởng hết nghiệp phước đức dương, được Đức Phật A Di Đà dẫn ra ao sen kiểm thiền, nhưng Như Lai không kiến tánh, nên trung ấm thân của Như Lai tự đưa tánh Phật của Như Lai trở lại dòng tộc. Lần này trường dòng tộc cũng hỏi Như Lai có tạo công đức được chưa. Như Lai trả lời là chưa, nên trường dòng tộc sai một vị thần khác đưa tánh Phật của Như Lai vào gia đình khác mượn thân người tiếp. Lần này tánh Phật của Như Lai được một vị thần đưa đến gia đình ông bà Thái Thanh Quân và Thiện Cúc Anh. Khi ông bà đang giao hợp, vị thần đẩy tánh Phật của Như Lai vào tử cung của bà Thiện Cúc Anh, ngủ trong đó suốt 9 tháng 10 ngày. Bà Thiện Cúc Anh sinh tánh Phật của Như Lai ra, dính cứng vào trong thân đứa trẻ. Ông bà Thái Thanh Quân và Thiện Cúc Anh đặt tên là Thái Thanh Trường, gọi ông bà là cha mẹ. Lớn lên, cha mẹ cho học ngành địa chất. Một hôm Như Lai đang đào quặng để tìm đồng, có một vị cao niên đến hỏi Như Lai: cậu tìm gì trong quặng? Như Lai trả lời: tôi tìm đồng. Ông cao niên ấy hỏi: sao không tìm chân thật mà lại tìm đồng? Như Lai mới hỏi vị cao niên ấy: thưa cụ, chân thật là gì? Ông cao niên ấy trả lời: là chất đưa mình trở về nhà xưa đó. Vị cao niên ấy liền bỏ đi. Một câu nói khó hiểu, Như Lai suy nghĩ hoài mà không hiểu. Bỗng nhớ lại, trước kia
Như Lai là tánh Phật ở Phật giới vào thế giới loài người, mượn thân người để tạo công đức, mang về Phật giới để định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và kim thân Phật. Như Lai có tìm học nhiều thầy cách tạo công đức nhưng không thể nào chỉ đúng, nên bị đi luân hồi các cõi trời và nước cực lạc. Hôm nay cũng nhờ vị cao niên này nhắc khéo nên Như Lai mới nhớ lại. Lần này Như Lai quyết chí tìm cho bằng được vị thầy biết dạy công đức để trở về Phật giới. Vì trước kia tánh Phật của Như Lai vào thế giới loài người mượn thân người để tạo công đức có hứa với trưởng dòng tộc, mượn thân người chỉ một thời gian ngắn, nay đã quá lâu mà chưa tìm được. Như Lai nghe nói ở chùa Vạn Quang có vị thầy Vạn Phúc có dạy tạo công đức. Như Lai liền tìm đến hỏi: "Kính thưa thầy Vạn Phúc, con muốn thầy dạy con tạo công đức." Thầy Vạn Phúc dạy như sau: "Cậu muốn tạo công đức mỗi ngày chỉ làm hai việc, một là làm phước thiện thật nhiều, phước thiện càng nhiều thì công đức càng lớn. Hai là khi làm phước thiện phải cầu nguyện xin đấng bề trên trợ giúp thì công đức mới thành tựu được." Như Lai nghe thầy Vạn Phúc dạy như vậy nên làm có bao nhiêu tiền cũng đem đến chùa, nhà thờ, thiền viện, tu viện, đình miếu cúng hết. Khi cúng, Như Lai có cầu nguyện như sau: "Con xin cúng tiền này, kính xin đấng bề trên ban công đức cho con." Khi Như Lai 90 tuổi, tánh người của Như Lai co lại thành là trung ấm thân. Vị thần quản lý tánh Phật của Như Lai thấy trong trung ấm thân này chứa toàn là nghiệp phước đức dương, phù hợp hưởng nghiệp phước đức dương ở cõi trời Thượng Đế. Vị thần nắm lấy trung ấm thân, ném vào vùng hai tam giới, bay đến hành tinh do Chúa Trời Thượng Đế đang cai quản. Trung ấm thân này bay lượn mấy vòng, gặp đôi trời nam và trời nữ đang giao hợp với nhau. Khi trung ấm thân bay đến gần, bị hút vào tử cung của trời nữ này, ngủ trong đó suốt 90 tháng 100 ngày mới sinh ra tánh Phật của Như Lai, thành là một trời nam con. Khi tân trời nam của Như Lai lớn lên, phải sống trong khuôn phép thật trang nghiêm, lễ nghi và làm bốn việc. Một là ngày nào cũng đến lạy Chúa Trời Thượng Đế 6 lần. Hai là muốn bay đi chu du nơi nào phải xin phép vị phụ tá Chúa Trời Thượng Đế. Ba là muốn giao hợp với trời nữ nào cũng được sự chấp thuận của vị phụ tá Chúa Trời Thượng Đế. Bốn là các vị phụ tá Chúa Trời Thượng Đế bảo gì cũng phải làm, không được cãi lại. Nếu trời dân nào không tuân lệnh các vị phụ tá Chúa Trời thì bị giam vào ngục tối, đến khi nào hết tuổi thọ mới được thả ra và bị ném thật mạnh trở lại thế giới loài người. Còn dân trời nào hưởng nghiệp phước đức dương mà tuân thủ đúng theo quy định của nước trời Thượng Đế, khi trở lại thế giới loài người có ban nghi lễ tiễn trở lại. Đặc biệt, những hoa hậu trời nữ nào được Chúa Trời sùng ái, khi hưởng hết nghiệp phước đức dương trở lại thế giới loài người, được ban nghi lễ nước trời Thượng Đế tiễn đưa hết sức long trọng. May mắn của Như Lai là không vi phạm một điều gì, nên sống đủ 1.000 năm mà không bị phạt một lỗi gì. Trở lại dòng tộc lần này, Như Lai rất hổ thẹn trình diện trưởng dòng tộc và tự nói: "Thưa trưởng dòng tộc, tánh Phật tôi rất hổ thẹn trình diện lần này, không biết nói gì." Như Lai nói: "Ở thế giới loài người, người không tu lừa đảo người khác thì không nói gì. Còn người đã tu hành rồi, biết tạo công đức thì dạy người khác, không biết thì thôi. Mặc quần áo làm thầy tu rồi mà còn đi lường gạt người khác gấp 100 lần người không tu." Trường dòng tộc nghe tánh Phật Như Lai than thở như vậy nên nói: "Ban đầu trường dòng tộc tôi đã nói thế giới này là nơi gian trá mà. Người tu thì lường gạt theo kiểu người tu, người không tu thì lường gạt theo kiểu người không tu. Bởi vậy trường dòng tộc tôi nói cho tánh Phật nghe mà tánh Phật không chịu nghe, còn xem thường thân người nơi trái đất này nữa." Trường dòng tộc lại nói tiếp: "Tôi nói cho tánh Phật nghe thêm, tánh con người có ba cái khủng khiếp lắm. Một là tưởng đủ chuyện để lừa gạt người khác. Hai là tưởng các vị thần thừa hành cho phước nên bày ra cúng, dụ nhiều người đến cúng tiền để họ bỏ túi. Ba là tưởng giả đủ loại thầy tu để móc túi người nhẹ dạ tin mù. Bốn là tưởng chế tạo ra đủ loại binh khí để giết người hàng loạt. Năm là tưởng khi loài người văn minh lên thật cao, họ chế tạo bom này bom kia hủy diệt cả trái đất này nữa." Trường dòng tộc nói tánh tham của con người: "Đất cò bay thẳng cánh mà cũng còn tham, vàng không còn chỗ để mà cũng còn tham, tiền tủ không còn chỗ đựng mà cũng còn tham."
trường dòng tộc nói tánh ác của con người, sử dụng nhiều thủ đoạn để sát hại đồng loại, sử dụng đủ mưu mô xảo quyệt để cướp của giết người. Trường dòng tộc nói về thế gian, ở thế gian này muốn có cách ăn mặc thì phải gian khổ lao động mới có. Vì vậy, người lười biếng muốn có cái ăn, cái mặc thì phải gian xảo, giả người này người kia để lường gạt người ngu khờ dại dột, bịa ra những chuyện linh thiêng huyền bí để dụ người khờ khạo đến lạy cúng tiền. Vì vậy, những người tổ chức lường gạt này, nếu có ai vạch trần ra sự thật thì họ chửi, nhất là những người tổ chức quy mô lường gạt một cách hết sức tinh vi, đội lớp tín ngưỡng. Trường dòng tộc lại nói, con người ai cũng có tất cả là 16 thứ tánh. Nếu con người sử dụng đủ 16 thứ tánh thật mạnh, thì tánh Phật không thể nào tạo công đức trở về Phật giới được đâu. Trường dòng tộc nói ý sau cùng với tánh Phật của Như Lai. Lần này, trường dòng tộc tôi chỉ định vào gia đình lần chót. Nếu tánh Phật mượn thân người mà không tạo được công đức, thì tánh Phật cứ tự do nhờ thần tự hành dẫn vào các gia đình khác. Tánh Phật tùy ý muốn vào gia đình nào cũng được. Khi nào tạo được công đức, tự động rời trái đất này trở về Phật giới mà không cần từ giã trưởng dòng tộc tôi. Trưởng dòng tộc nói lời dễ dã như vậy, nên vị thần tự hành dẫn tánh Phật của Như Lai vào gia đình ông bà Lữ Phát Tân và Nguyệt Thanh Đào. Khi ông bà đang giao hợp, vị thần phụ trách tánh Phật của Như Lai đẩy tánh Phật của Như Lai vào tử cung của bà Nguyệt Thanh Đào ngủ 9 tháng 10 ngày. Sau 9 tháng 10 ngày, tánh Phật của Như Lai được bà Nguyệt Thanh Đào sinh ra, dính cứng vào thân của một đứa trẻ, được ông bà Lữ Phát Nhiên và Nguyệt Thanh Đào đặt cho cái tên là Lữ Phát Tân và gọi là cha mẹ. Lớn lên, được cha mẹ cho học ngành văn chương và được làm quan tại địa phương. Có cụ ông hỏi Như Lai, ngài là quan địa phương, vậy ngài có biết làm sao cho dân hết khổ không? Như Lai trầm ngâm một hồi lâu mà không trả lời được, nên cụ ông ấy nói, việc nhỏ như vậy mà ngài không biết được, vậy làm phụ mẫu của dân làm gì? Cụ ông ấy bỏ đi, còn Như Lai thì cứ miên man suy nghĩ lời của cụ hỏi. Mấy ngày sau, Như Lai có nghe nhiều người nói, ai muốn giúp người khác hết khổ thì phải làm từ thiện cho thật nhiều. Cứ làm từ thiện cho thật nhiều thì tự nhiên phúc sẽ đến với mình, thì mới giúp người khác hết khổ được. Như Lai nghe nhiều người nói như vậy, nên làm có bao nhiêu tiền cũng đem đi bố thí hết. Cái lạ là Như Lai càng bố thí thì Như Lai càng khổ, nên tính tình của Như Lai hay sinh ra nóng giận và bực tức. Một hôm, Như Lai thấy có anh lính đang đuổi bắt kẻ cướp. Vì lòng của Như Lai lúc nào cũng nóng giận, nên cũng chạy theo bắt kẻ cướp. Không ngờ, Như Lai bị tên cướp chém một dao bị thương rất nặng. Như Lai liền chui vào miếu thần gần đó và chút hơi thở cuối cùng. Tự nhiên Như Lai là một ông thần giữ miếu và sống ở miếu này đến 500 năm để ăn những thức ăn mà loài người đem đến cúng. Vì muốn cho loài người đem của cúng nhiều, nên Như Lai làm ra những hiện tượng lạ để dụ nhiều người mê tín đem của cúng cho Như Lai ăn. Khi hết tuổi thọ của một ông thần, Như Lai được trở lại dòng tộc để được mượn thân người tiếp. Lần này Như Lai trở lại dòng tộc, được vị thần tự hành dẫn đến gia đình của ông bà Liên Đạt Thịnh và Lãnh Song Thư. Khi ông bà đang giao hợp, Như Lai được vị thần phụ trách tánh Phật của Như Lai đẩy tánh Phật của Như Lai vào tử cung của bà Lãnh Song Thư ngủ suốt 9 tháng 10 ngày mới sinh ra Như Lai. Tánh Phật của Như Lai dính cứng vào thân của đứa trẻ này, ông bà đặt tên là Liên Đạt Thành. Mượn thân người lần này, Như Lai không còn lý trí của một con người nữa. Vì vậy, Như Lai đụng con vật nào giết con vật nấy. Gặp gì, gặp ai, Như Lai cũng chửi. Ai chống đối là Như Lai giết, không kể bất cứ người đó là ai, thường dân hay quan quyền. Nên Như Lai bị quả báo làm loài súc sinh vào địa ngục đến 1 tỷ 200 triệu năm. Sau khi trả hết nghiệp làm loài súc sinh vào địa ngục, Như Lai trở lại dòng tộc mượn thân người tiếp. Lần này Như Lai tự chọn vào gia đình ông bà Liệu Phát Trần và Khuyến Anh Thư. Khi ông bà đang giao hợp, vị thần phụ trách tánh Phật của Như Lai đẩy tánh Phật của Như Lai vào tử cung của bà Khuyến Anh Thư ngủ suốt 9 tháng 10 ngày. Được bà Khuyến Anh Thư sinh ra, tánh Phật của Như Lai cũng dính cứng vào thân của đứa trẻ này, được cha mẹ đặt cho tên là Liệu Phát Chanh. Khi Như Lai lớn lên, cha mẹ cho đi học chữ. Vì gia đình ở gần chùa nên ngày nào Như Lai cũng đến chùa. Thấy vị thiền sư có nhiều người đem tiền đến cúng, nên Như Lai giả là thầy tu, tự xưng mình là thiền sư Chánh Thanh Hiền.
Như Lai giả thiền sư mới có 5 năm thôi mà tiền xài không hết. Như Lai giả làm thiền sư đúng 20 năm, cất được 7 ngôi thiền viện thật to, còn tiền thì không đếm hết được. Khi Như Lai 74 tuổi bị bệnh chết, trung ấm thân trở đánh Phật của Như Lai vào khu rừng già mênh mông để chui vào những tai nấm thật ngon, để trả nợ người nào mà họ cúng tiền cho Như Lai suốt 20 năm qua, mà Như Lai giả thiền sư lường gạt lấy tiền của những người này. Như Lai lường gạt của những người ngu khờ dại dột này có 20 năm, mà Như Lai phải ở trong khu rừng già mênh mông này 2 tỷ 800 triệu năm, làm những tai nấm thật thơm ngon, tức làm hoa báo, để trả nợ mà Như Lai giả thiền sư lường gạt lấy tiền của những người ngu khờ dại dột này. Khi Như Lai trả nghiệp hoa báo xong, Như Lai được trở lại dòng tộc, được vào gia đình nông dân giàu có là ông bà Trường Thế Thân và Triền Ngọc Thương, được vị thần phụ trách tánh Phật của Như Lai đưa vào tử cung của bà Triền Ngọc Thương, ngủ suốt 9 tháng 10 ngày, được bà Triền Ngọc Thương sinh ra, được ông bà đặt cho cái tên là Trường Thế Huỳnh. Lần này, Như Lai ở trong dòng họ này suốt 25 đời mà Như Lai không nói một lời nào. Ông bà, cha mẹ và người thân của Như Lai tưởng Như Lai bị câm và điếc. Đến đời thứ 25, cha Như Lai tên là Trường Thế Dũng, còn mẹ là Lữ Ngọc Thanh, còn Như Lai là Trường Thế Dân. Khi Như Lai được 24 tuổi đang làm ruộng, đến giờ nghỉ trưa, Như Lai vào gốc cây cổ thụ nghỉ. Như Lai định chợp mắt một chút rồi ra làm tiếp. Ngồi nghỉ dưới gốc cây, Như Lai có than như sau: không lẽ Như Lai bị giam trong trái đất và tam giới này để bị đi trong luân hồi sinh tử mãi hay sao? Như Lai than chỉ có một câu như vậy rồi ngủ thiếp đi hồi nào mà không hay. Trong giấc ngủ, Như Lai nằm mộng thấy có vị rất cao lớn, mặc quần áo toàn màu vàng lóng lánh ánh hào quang, nói với Như Lai như sau: ta là Phật Nhiên Đăng ở Phật giới. Thổ xưa, người cũng ở Phật giới chung với ta. Nhìn thấy kim thân Phật của ta quá lớn, còn tánh Phật của ngươi quá nhỏ, nên có hỏi kim thân Phật của ta như sau: thưa, kim thân Phật sao quá lớn, còn tánh Phật của chúng tôi sao quá nhỏ hoài như vậy? Làm sao lớn như kim thân Phật được? Kim thân Phật ta mới trả lời cho tánh Phật ngươi như sau: tánh Phật nào muốn lớn như kim thân Phật thì phải thực hành như sau: vào tam giới, chui vào cửa hải triều âm, lần theo đường trung tâm vận hành luân hồi tam giới, vào một trong 6 trái đất của vòng 1 tam giới, vào dòng tộc loài người, xin trưởng dòng tộc và làm con trong gia đình, mượn thân con người tạo công đức. Khi nào công đức được vô lượng, ma khối công đức trở về Phật giới bằng con đường trung tâm vận hành luân hồi phía nam của tam giới, gọi là cửa hải triều dương tam giới. Vượt cửa hải triều dương tam giới này trở về Phật giới. Khi tánh Phật ma khối công đức trở về Phật giới, khối công đức này được điện từ quang trong Phật chiếu vào. Khối công đức này định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh. Từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này, một kim thân Phật được sinh ra. Còn kim thân Phật lớn hay nhỏ là do số công đức do tánh Phật mượn thân người tạo ra. Đức Phật Nhiên Đăng dạy Như Lai: mấy tỷ năm trước ta được Đức Phật Oai Âm Vương dạy ta cách vượt ra ngoài tam giới luân hồi do trái đất này tạo ra. Hôm nay ta có nhiệm vụ là dạy lại ngươi cách thoát ra ngoài tam giới này. Nhưng ở thế giới loài người, ta không thể nào dạy ngươi ở trái đất này được. Vì sao vậy? Vì ở thế giới loài người, ta không thể ở lâu được. Vì ta đến đây chỉ sử dụng rất ít điện tử quang để phân thân vào đây. Nếu ta sử dụng nhiều điện tử quang, thì điện tử âm dương sẽ bị mất công năng của nó, rất nguy hiểm cho loài người nói riêng, còn trái đất này nói chung. Vì vậy ta dạy nhanh cho ngươi như sau: năm nay ngươi được 25 tuổi, kiếp này tuổi thọ của ngươi là 80, tức ngươi còn trụ ở thế giới loài người còn 55 năm nữa. Trong 55 năm này, ngươi làm có bao nhiêu tiền phải đem bố thí đi hết, mà phải thực hiện hai điều như sau. Khi đem tiền của đi bố thí người nghèo khó, ngươi phải mong ước là được vãng sinh lên cõi trời Đâu Xuất Đà và làm con vị Chúa cai quản cõi trời này. Khi ngươi đem tiền đi bố thí, ngươi phải sử dụng tánh Phật thanh tịnh của ngươi. Bố thí là tự nhiên thanh tịnh, tức ngươi không suy nghĩ một điều gì. Vì sao ta dạy ngươi phải làm phước nhiều như vậy? Vì ngươi làm phước được nhiều như vậy là có 3 nguyên do như sau. Ngươi bố thí thanh tịnh là hạnh của một vị Bồ Tát. Phân nửa phước đức, ngươi được làm con của vị Chúa Trời Thường Hộ Quân đang cai quản cõi trời Đâu Xuất Đà này. Phần nửa phước đức còn lại,
Khi ngươi trở lại thế giới loài người, ngươi được làm con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya ở Nam Diêm Phù Đề này. Nghe đến đây, Như Lai giật mình thức giấc, về nhà thuật lại cho cha mẹ nghe. Cha mẹ Như Lai rất mừng hai việc: Như Lai còn nhỏ tuổi mà biết làm từ thiện, không ngờ Như Lai lại nghe và nói được. Nên cha mẹ của Như Lai có dạy như sau: số tiền do con làm ra đem làm từ thiện, cha mẹ rất mừng. Nếu con cần thêm, cha mẹ sẽ cho. Số tiền của cha mẹ giúp con trước để cảm ơn trời Phật đã giúp con hết bệnh câm và điếc, sau để con tọa nguyện những gì mà con mong ước. Như Lai được Đức Phật Nhân Năng dạy như vậy, cũng như sự ủng hộ của cha mẹ, nên việc làm từ thiện của Như Lai rất thuận lợi. Suốt 55 năm Như Lai làm từ thiện, mọi việc đều suôn sẻ. Khi Như Lai được 80 tuổi, Như Lai bị cảm lạnh rồi mất. Vỏ bọc tánh người của Như Lai co lại thành là trung ấm thân, trở khối nghiệp phước Đức Dương và tánh Phật của Như Lai, vãng sinh lên cõi trời Đâu Xuất Đà, vào thẳng hoàng cung cõi trời Đâu Xuất Đà, nhập vào tử cung của trời mẹ là hoàng hậu Phúc Hạnh Phương, khi cha là Chúa Trời Thường Hộ Quân đang giao hợp trung ấm thân tánh Phật và khối nghiệp phước Đức Dương ngủ trong tử cung của mẹ trời là hoàng hậu Phúc Hạnh Phương suốt 90 tháng 100 ngày. Như Lai được mẹ trời là hoàng hậu Phúc Hạnh Phương sinh ra. Cha của Như Lai là Chúa Trời Thường Hộ Quân và mẹ trời hoàng hậu Phúc Hạnh Phương đặt cho Như Lai cái tên là Thường Hộ Minh. Khi Như Lai được trưởng thành, Như Lai cùng người hầu tên Lực Quán cùng nhau ra ngoài cửa hoàng thành du ngoạn. Khi Như Lai đến khu vườn xem hoa đẹp, có một vị tu sĩ đến nói với Như Lai: "Thái tử có biết tôi không?" Như Lai trả lời: "Dạ, con không biết ngài." Vị tu sĩ ấy nói: "Thái tử có nhớ chuyện thuở xa xưa không?" Như Lai vừa nghe vị tu sĩ ấy nhắc chuyện xưa, Như Lai liền nhớ lại chuyện Đức Phật Cổ Nhân Năng nói với Như Lai khi còn ở thế giới loài người, nên Như Lai liền cúi đầu chào ngài và nói: "Có phải ngài là Đức Phật Cổ Nhân Năng đã dạy con từ khi con còn ở thế giới loài người không?" Vị tu sĩ ấy gật đầu xác nhận là phải. Đức Phật Cổ Nhân Năng liền nói với Như Lai: "Thái tử trở về hoàng cung, thưa trình cùng Chúa Cha và Mẫu Hậu, hàng ngày cho phép ta đến hoàng cung dạy Thái tử về đạo giải thoát. Khi nào Thái tử học xong, cũng là lúc Thái tử phải trở lại thế giới loài người, nhập vào thai mẹ là Hoàng hậu Maya và được mang tên là Thái tử Tất Đạt Đa." Vâng lời Đức Phật Nhân Năng, Như Lai trở vào hoàng cung trình thưa Chúa Cha và Mẫu Hậu Phúc Hạnh Phương. Chúa Cha, Mẫu Hậu của ta vui mừng và bằng lòng. Thế là Đức Phật Cổ Nhân Năng lấy danh hiệu là Tu Sĩ Kiều Đăng Nhiên, ngày nào cũng đến dạy Như Lai về phương cách tạo công đức để trở về Phật giới. Đức Phật Cổ Nhân Năng dạy Như Lai trở về Phật giới. Thế giới vật lý là do điện tử âm dương duy trì và bảo quản. Công năng là luân chuyển để đưa những gì mà nó cuốn hút đi theo dòng luân hồi gọi là thành trụ hoại diệt. Công dụng của điện tử âm dương có hai chiều: chiều âm hút các vật thể dính cứng lại, chiều dương đẩy các vật thể không cho vật chất va chạm với nhau. Trong tam giới này là nói nhỏ hẹp, còn nói rộng là trong càn khôn vũ trụ này có hàng hà sa số tam giới. Tuy tam giới lớn lao như vậy, nhưng nó lại bị điện tử âm dương cuốn hút và kéo đi luân hồi. Còn tánh Phật của Thái tử vào thế giới loài người mượn thân và tánh người tạo công đức. Thái tử đâu biết rằng tánh của con người có đến 16 thứ, mà tánh con người có hai thứ mạnh nhất là tưởng và tham. Vì hai thứ này mà nó sai khiến thân con người làm theo ý ham muốn của tánh người. Nhưng tánh Phật của Thái tử là công cụ để cho tánh người sai khiến để tạo ba thứ: nghiệp phước Đức Dương để mang tánh người vãng sinh lên các cõi trời và nước tịnh độ sống hưởng nghiệp phước Đức Dương; nghiệp phước Đức Âm để mang tánh người và loài thần hay người giàu sang sống để hưởng nghiệp phước Đức Âm; nghiệp ác Đức để mang tánh người và loài súc sinh địa ngục hoặc làm thực vật. Thầy dạy cho Thái tử hiểu mấy phần như sau: con người dù có học thức cao đến đâu, con người dù có tu hành cao đến đâu, con người dù có làm phước thiện cao đến đâu thì cũng không cách nào tạo công đức được. Vì sao? Vì công đức ở trái đất này không ai biết trừ một vị Phật gia. Vì vậy Thái tử vào trái đất Nam Diêm Phù Đề mượn thân và tánh người tạo công đức. Tánh người làm sao biết mà tạo?
Tánh người có tưởng và suy nghĩ chỉ biết tạo ba loại đức. Một là tạo nghiệp phước đức dương để vãng sinh lên các cõi trời và nước cực lạc, nghiệp phước đức dương. Hai là tạo nghiệp phước đức âm để ở Nam Diêm Phù Đề hưởng một trong hai nghiệp phước đức âm, làm thần hoặc làm người giàu sang. Ba là tạo nghiệp ác đức có đến bốn loại. Tạo nghiệp ác đức do sát hại để làm loài súc sinh. Tạo nghiệp ác đức do gây trọng tội xuống các tầng địa ngục. Tạo nghiệp ác đức do giả người tu hành lường gạt những người ngu khờ dại dột nên vào làm thực vật. Tạo nghiệp làm vợ, làm chồng, làm con, làm cháu với nhau vân vân ở trong dòng tộc để đầu thai trả nghiệp với nhau. Tánh Phật nào mượn thân người tạo công đức có chuyện hy hữu như sau. Do những vị thầy bảo góp tiền in kinh sách ấn tống để tạo công đức. Trong số kinh hay sách này có quyển nào dạy giải thoát, có người nào đó đọc mà họ giác ngộ thì người góp tiền này vô tình có công đức. Nhờ số công đức ít ỏi này chứa trong vỏ bọc tánh Phật, người này nếu may mắn gặp được sách viết về thiền tông được công bố ra thì người này vừa nghe đến tìm đến ngay. Còn tánh Phật muốn trở về Phật giới thì phải nghiêm chỉnh thực hiện 8 phần như sau. Một là một vị Phật ra đời ở thời kỳ Thượng Pháp. Hai là truyền Pháp giải thoát đi đến thời kỳ Mạt Thượng Pháp mới dạy ra. Ba là đến thời Mạt Thượng Pháp, Pháp giải thoát này được công bố ra. Bốn là người này phải giác ngộ yếu chỉ thiền tông. Năm là người này phải đạt được bí mật thiền tông. Sáu là người này phải được truyền bí mật thiền tông tại chánh điện chùa thiền tông. Bảy là phải cố gắng nghe và hiểu rõ ràng công thức trở về Phật giới. Tám là phải có một vị Phật đến chứng kiến và nhận rước trở về Phật giới thì người này mới có cơ may trở về Phật giới được. Còn không có 8 phần nói trên, đừng cầu xin lợi lộc ai chi cho mệt. Như Lai nghe đến đây có trình hỏi Đức Phật Nhân Đăng như sau. Kính thưa Như Lai, con muốn biết tâm người do đâu mà có. Đức Phật Nhân Đăng trả lời, Thái tử phải hiểu như sau. Khi thân con người hình thành, trong đó có quả tim gọi là tâm. Quả tim này có nhiệm vụ bóp để đẩy máu lưu thông nuôi cơ thể, co lại để hút máu trở lại quả tim. Phần này gọi là tuần hoàn, mà trong đạo Phật gọi là luân hồi, tức đi một vòng rồi trở lại chỗ cũ. Trong thân con người sống theo cơ chế thành, trụ, hoại, diệt. Do đó tánh Phật mượn thân con người khó mà tạo công đức được. Vì sao? Vì mỗi thân con người có đến 16 thứ tánh: thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thủy, tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Mà trong tánh của mỗi con người có hai thứ tánh hoạt động mạnh nhất: tưởng và tham. Vì tưởng và tham của tánh người này như sau. Tưởng đủ chuyện để lấy tiền và vật chất của người khác, tham vô bờ bến. Chưa nói tánh con người có hai tánh nữa là ác và kiến. Chỉ có 4 tánh người nói trên thôi cũng đủ giữ tánh Phật của Thái tử ở trong trái đất và tam giới này mấy trăm tỷ năm là chuyện rất dễ. Đừng nói chi tánh người có đến 16 thứ. Tánh người sử dụng hết 16 thứ thì tánh Phật của Thái tử không trở về Phật giới được. Tánh người của Thái tử không cho tánh Phật của Thái tử trở về Phật giới thì tánh Phật của Thái tử đừng mong trở về Phật giới làm chi cho mệt. Ở cõi Nam Diêm Phù Đề này, cứ 10.000 năm có một vị Phật dạy công thức trở về Phật giới bằng tập huyền ký của vị Phật đó. Nhưng vì mỗi vị Phật ra đời, dân trí loài người còn rất thấp, nên vị Phật không dạy công thức trở về Phật giới được, mà phải nhờ các tổ truyền theo dòng thiền tông để đến đời Mạt Pháp mới dạy. Nhưng phải đợi đến đời Mạt Thượng Pháp mới công bố ra. Nhưng khi tập huyền ký của vị Phật được công bố ra, có nhiều người ủng hộ và cũng có rất nhiều người chống đối mãnh liệt. Những người ủng hộ gồm người có học thức cao, người có kiến thức khoa học và thực tế. Những người chống đối gồm có 12 loại người: những người có cơ sở tu hành to, những thầy có đệ tử đông, những thầy chuyên đi lừa người, những người lợi dụng đạo Phật để kiếm tiền, những người lợi dụng đạo Phật cũng để kiếm danh, những người tu có chứng có đắc, những người hành nghề cúng, những người hành nghề tụng, những người lập đạo tràng hộ niệm, những người hành nghề xem bói, những người giả tế tu để người khờ cúng tiền, những người truyền bá mê tín dị đoan, vân vân. Vì 12 loại người nói trên cùng nhau đứng ra chống đối thật mãnh liệt, họ cho pháp môn giải thoát là bịa đặt, tà đạo, vân vân. Vì số người chống đối quá đông như vậy
thì làm sao pháp môn giải thoát nói cho ai nghe đây? Vì vậy, trong tập huyền ký của vị Phật nào cũng dạy, 100 người được truyền bí mật thiền tông, chỉ có từ 3 đến 5 người trở về Phật giới được mà thôi. Trong số người tin và làm theo quá ít như nói trên, người nào muốn trở về Phật giới thì phải đợi tập huyền ký của một vị Phật công bố ra, phải tìm cách tạo công đức cho thật nhiều, phải học công thức trở về Phật giới cho rành mạch, phải được truyền bí mật thiền tông tại chánh điện của tổ đình chùa thiền tông, nơi mà tập huyền ký được công bố ra. Phải chí thành muốn trở về Phật giới, phải có vị Phật chấp thuận dẫn về Phật giới, thì vị Phật này theo sát và nhận dạng, khi hết duyên sống nơi trái đất này mới trở về Phật giới được. Nghe đến đây, bất giác tánh Phật của Như Lai nhìn xuyên qua tánh người và thốt ra bài kệ 88 câu trình với Đức Phật Nhiên Đăng. Tánh Phật đã sẵn ngàn xưa, vì con ngu muội cứ ưa luân hồi. Bao năm tìm kiếm cả đời, không sao tìm được luân hồi kéo đi. Nhiên Đăng không dạy thứ gì, chỉ dạy thanh tịnh hết đi luân hồi. Đầu tiên con dụng công ngồi, vào trời thanh tịnh ngàn đời ngồi yên. Ở trong thanh tịnh lâu điên, khi được hết nghiệp con liền trở ra. Tiếp tục sống cõi ta bà, mơ tưởng cảnh đẹp để ra luân hồi. Phước thiện làm đủ cách rồi, được vào cảnh giới ôi thôi thiên hình. Vào đây cảnh sắc tuyệt sinh, không sao kể hết tự mình biết thôi. Vào đây ở mãi hết đời, 10.000 năm mới hết rồi nghĩ suy. Trở về trần thế để đi, đi vào dục giới ở thì ngàn năm. Sống hết tuổi thọ âm thầm, trở lại nhân thế làm thần kiếm ăn. 500 năm ngồi mà ăn, lại bịa hù dọa kiếm ăn người khờ. Hết đời trở lại trần nhơ, chém giết thiên hạ xa cơ ngục hình. Ngục hình là trị tội mình, để trả hết tội thì mình mới ra. Con trở lại sống ta bà, không dám thổ lộ thiết tha than rằng: chẳng lẽ ở mãi đây chăng? Vừa than mấy tiếng con liền thiếp đi. Nhiên Đăng Phật dạy con thì muốn hết sinh tử phải hằng thiện tâm, làm phước thiện phải âm thầm, không được thổ lộ người trần biết nghe. Một mực thanh tịnh mà nghe, nghe lời Phật dạy nghe nơi xuất trời. Khi nghe lời dạy ở trời đâu xuất biết rồi tử sinh. Chợt ngộ con hết tử sinh, trở lại trần thế được sanh vương hoàng. Hoàng cung sống được cao sang, nhiệm vụ con phải độ ngàn chúng sinh. Trên 30 phải tu hành, ra ngoài nhân thế dụng công tu thiền. Ban đầu dụng công tu thiền, ép cho thân thể đi xiên ốm gầy. Kế tiếp ngồi dưới gốc cây, lý luận làm thầy dạy đạo người nghe. Người nghe họ lại đi khoe, cổ đàm thầy giỏi nói nghe tuyệt trần. Nhiều người thích đến lại gần, con dạy người trần tuyệt ý thế gian. Thế gian là chỗ buộc ràng, ai muốn an nghỉ niết bàn lại đây. Lại đây con dạy như vậy, muốn có linh nghiệm thầy liền dạy cho. Dạy cho thần chú tự do, mặc tình biến đổi vật to trước mình. Thiền mật hết sức huyền linh, vài câu thần chú tuyệt linh vô cùng. Nhân thế lại thích lạ lùng, do vậy đến học ung dung kiếm tiền. Sau cùng con dạy bình yên, là thiền thanh tịnh hết liền tử sinh. Người nghe nói đến thiền thanh, liền bỏ đi hết xung quanh ít người. Thì ra người thế thích vui, thích cầu và lạy để người ngợi khen. Thích làm kẻ ngốc người hèn, làm con thượng đế để ngài ban ân. Giờ đây con biết người trần sử dụng cách tưởng dương trần họ ham. Do vậy sáng tối cứ làm, cho thân mỏi mệt trí phàm mới yên. Tu thiền thanh tịnh bảo điên, nhiều người bảo thế con khuyên thế nào. Thôi thì dương thế đi vào, khi nào họ chán con mau dậy thiền. Phần này con xin trình riêng, Nhiên Đăng Đức Phật ngài liền chứng con. Đâu xuất con đã hiểu tròn,
luân hồi sinh tử lòng con quyết gìn. Cám ơn Đức Phật huyền linh, xin lạy ba lạy con trình lời con. Con nay nhất quyết lòng son, phổ đi thiền học để còn hậu lai. Đức Phật Nhiên Đăng vừa nghe ta trình bày kệ 88 câu, Ngài đã biết ta đã giác ngộ được phương cách vượt ra ngoài tam giới để trở về bể tánh thanh tịnh, nên Ngài dạy ta. Ta là Phật Nhiên Đăng, hôm nay tại nội viện Hoàng Cung cõi trời Đâu Xuất này, Thầy là Phật Nhiên Đăng, xác nhận và thọ khí cho Thái tử Thường Hộ Minh 5 phần như sau. 1. Khi Thái tử còn ở thế giới loài người, đã thực hiện hạnh bố thí của một vị Bồ Tát, nên nay Như Lai gọi Thái tử là Bồ Tát Hộ Minh. Sau này, ở cõi Nam Diêm Phù Đề, Thái tử sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Văn. 2. Khi Thái tử hết tuổi thọ nơi cõi trời Đâu Xuất này, Thái tử phải nhập vào thai mẹ là Hoàng hậu Ma Gia, là vợ của Đức Vua Tịnh Phạn, đang trị vì nước Ca Tỳ La Vệ ở cõi Nam Diêm Phù Đề. Khi Thái tử được mẹ sinh ra, được danh hiệu là Thái tử Tất Đạt Đa. Thái tử trưởng thành cũng có vợ và con như bao nhiêu người khác. Đúng 25 tuổi, Thái tử xin vua cha ra ngoài hoàng cung, vào rừng dụng công ngồi thiền tu hành 3 pháp môn. Quán, tưởng và cầu mong 37 pháp, có thành tựu cao nhất là chứng được Niết Bàn bất động, gọi là A-La-Hán. Thông báo cho nhiều người biết để họ theo tu hành càng nhiều càng tốt. Khi họ tu hành có chứng đắc theo nhân quả của trái đất, Thái tử gọi pháp môn này là ban đầu tức nguyên thủy. Pháp môn nguyên thủy này Thái tử dạy cho các môn đồ đúng 15 năm. 15 năm kế tiếp, khi có rất nhiều người tu hành chứng đắc rồi, Thái tử cho bất cứ ai muốn hỏi điều gì, từ cấu trúc con người, vạn vật, trái đất, tam giới, Phật giới, càn khôn vũ trụ, nhân quả luân hồi, phước đức và ác đức. Tuyệt đối hai phần này không dạy. Một là tạo công đức, hai là công thức trở về Phật giới. Vì sao? Vì hai phần này khi Thái tử nhập Niết Bàn, 2.500 năm sau mới được dạy ra. Lý do? Vì thời của Thái tử dạy đạo giác ngộ giải thoát là thời kỳ đồ đồng, trí khôn của con người chưa lên cao, không ai chấp nhận nên không ai tin, mà họ chỉ tin ba phần như sau. Ông trời lập ra trái đất và vạn vật. Ông trời quyết định giàu nghèo của mỗi con người. Ông trời quyết định con người sau khi chết lên trời ở hay xuống địa ngục ở. Vì con người từ kỳ đồ đồng này chưa hiểu sâu về nhân sinh và vũ trụ, nếu Thái tử nói sự thật 6 loài sống chung trên trái đất, mỗi loài có một nhiệm vụ riêng, thì những người từ kỳ đồ đồng này chửi Thái tử ngay. Thầy cũng nói cho Thái tử biết, đến đời mạt pháp, tuy loài người văn minh đã lên thật cao rồi mà còn rất nhiều người, xin ông trời ban phước, cúng thần để có phước, tụng kinh để Phật nghe, lạy Phật giúp giải thoát, cầu siêu rước người ở địa ngục lên, hộ niệm cho người chết lên cực lạc ở, vân vân. Còn công thức trở về Phật giới, Thái tử phải truyền theo dòng thiền tông, để đến đời mạt pháp mới cho bắt đầu dạy các phần như sau. 1. Phải xây dựng lên ngôi chùa thiền tông đúng nghĩa. 2. Lần lượt viết sách trình bày rõ ràng về pháp môn thiền thanh tịnh này và xin phép xuất bản cho đúng luật pháp. 3. Khi đã có từ 800 người được truyền bí mật thiền tông. 4. Khi đã có từ 4.000 người giác ngộ yếu trị thiền tông. 5. Xin phép chính quyền và giáo hội Phật giáo xin công bố tập huyền ký này ra. 6. Khi tập huyền ký này được công bố ra, có 4 dạng người dưới đây tìm cách ngăn cản cho bằng được. Những người xây chùa to để kiếm danh và lợi. Những giảng sư đạo Phật giả hiệu tức không biết giác ngộ giải thoát là gì, đi đây đi đó giảng để kiếm tiền. Những đạo tràng niệm Phật không ai thuê. Những thầy chủ trương 5 pháp môn tu hành không ai theo. 4 dạng người nói trên, khi nghe tập huyền ký này được chính quyền cho phép công bố ra, họ tìm đủ mọi cách dẹp bỏ cho là tà đạo. May là được chính quyền cho phép mà còn vậy. Nếu không được chính quyền cho phép thì tập huyền ký này được đốt bỏ ngay. Vì sao tập huyền ký này làm 4 dạng người nói trên ghét đến như vậy? Thầy cũng nói cho Thái tử biết, tập huyền ký này trình bày rất rõ ràng 6 phần như dưới đây, làm những người này bị mất quyền lợi. Sự thật trái đất chỉ rõ nguyên do có nhân quả luân hồi. Trái đất có đến 6 loài sống chung và nhiệm vụ của mỗi loài. Tu sao giải thoát, tu sao còn bị luân hồi.
Cầu siêu cầu an có phải là sự thật không? Vạch mặt những người lợi dụng đạo Phật để kiếm sống. Người nắm tập huyền ký phải nghiêm chỉnh thực hiện đúng 6 phần nói trên, khi tập huyền ký này sẽ được lưu hành khắp năm châu được. Còn không thực hiện đúng thì tập huyền ký này bị đốt bỏ ngay. Thầy dạy thái tử thêm những việc làm phải tuần tự như sau. Đầu tiên, thái tử tìm mấy người bạn họ đang tu theo các giáo sĩ đạo thần và đạo tiên. Thái tử cũng theo tu với họ. Để chứ vậy, vì thái tử muốn dạy những người này thì thái tử phải hòa nhập và làm theo sự ham muốn của họ, chứ không thể làm khác họ được. Sau đó, thái tử tập tu khổ hạnh, ép thân cho đến khi khô kiệt, dụng công ép cho tâm không còn suy nghĩ một điều gì. Sao thái tử phải tu khổ hạnh như vậy? Vì thái tử phải lập lại như ngày xưa, dụng công tu ép thân khô kiệt và bật tâm niệm. Khi thực hiện đến tận cùng cái khổ rồi hãy bỏ, chuyển qua pháp môn tu khác. Mơ tưởng những cảnh đẹp được thành công rồi bỏ, cầu khấn và lại lục thượng đế, quên ăn quên ngủ, thành công rồi cũng bỏ. Ngồi tu niệm Phật và niệm chú khi thành công rồi cũng bỏ. Sau cùng, phải lìa bỏ tất cả những người dụng công tu cùng thái tử, đi ở riêng một mình. Đến gốc cây lớn ngồi dưới đó suốt 49 ngày đêm. Sau cùng bổ ánh sáng điện tử quang nhỏ nhoi đang bao bọc tánh Phật của thái tử, cho phát ra ánh sáng kỳ diệu để người ở thế giới loài người thấy thái tử có hào quang. Sau đó, thái tử tập hợp những người bạn tu trước lại, báo cho họ biết là thái tử tu đã giác ngộ, biết công thức giải thoát và tuyên bố là thái tử đã thành Phật. Đức Phật cổ nhân đang dạy ta tiếp. Vì sao thái tử phải làm tuần tự như vậy? Vì ở thế giới loài người này, họ tin những gì mà mắt phàm của họ trông thấy thì họ mới tin, còn không thấy thì họ không tin. Tuy thái tử đã giác ngộ và biết công thức giải thoát rồi đó, nhưng thái tử cũng không thể vượt ra ngoài thế giới vật lý này được. Vì sao? Vì muốn trở về Phật giới là phải có thêm 2 phần nữa. Một là công đức, 2 là công thức vượt cửa hải chiều dương tam giới thì mới trở về Phật giới được. Nhưng công đức thái tử tìm ở đâu? Là phải giúp người khác biết ở trái đất này nếu dụng công tu hành là còn bị luân hồi. Người nào hiểu như vậy chứng nhận cho họ giác ngộ được yếu chỉ thiền tông, là thái tử có một phần công đức nhỏ rồi. Còn người nào hiểu sâu về pháp môn thiền tông, họ được gọi là đạt bí mật thiền tông, cấp cho họ bằng chứng nhận là thái tử có một phần công đức lớn. Còn người nào được trở về Phật giới thì thái tử có công đức vô lượng. Những người mà thái tử tạo được công đức đó là ai? Là những người bạn cùng tu với thái tử từ thuở ban đầu đó. Thầy cũng cho thái tử biết, đầu tiên thái tử giúp 9 người này là đã có công đức thật nhiều rồi. Cũng 9 người này giúp thái tử thành lập ra giáo đoàn đạo giác ngộ, tức đạo hiểu biết. Thầy cũng dạy cho thái tử biết thêm nữa. Đầu tiên, thái tử dạy 9 người này bài pháp bụi trần. Khi họ biết được thế nào là tánh Phật, tức chân tánh, thế nào là tánh người, tức là tánh phàm phu, 9 người này đã hiểu rõ như vậy, họ đủ tư cách cùng thái tử thành lập ra đạo giác ngộ. Nhiệm vụ của thái tử là phải dạy pháp môn giải thoát này cho loài người ở cõi Nam Diêm Phù để hiểu, chứ trở về Phật giới thì chưa được. Thái tử phải dạy tuần tự như sau. 1. Năm pháp môn dụng công tu hành có chứng có đắc theo nhân quả của trái đất như: dụng công ngồi thiền quán và tưởng có 37 pháp. Pháp này dạy đầu tiên nên gọi là nguyên thủy. Phần này có chứng và đắc nhỏ hẹp nên gọi là tiểu thừa. Người tu này sau khi chết, tánh người của họ thôi bảo quản thân tứ đại của họ, co lại, bảo quản tánh Phật và khối nghiệp thanh tịnh do họ dụng công tu hành mà có, thành là trung ấm thân để chuyên trở tánh Phật và khối nghiệp thanh tịnh do họ tạo ra, đi sống một trong 2 nơi như sau: vào trong hang núi hay rừng sâu sống. Họ thích sống thời gian bao lâu tùy ý. Theo cái biết tánh người của người này, họ cho là đã giải thoát, nhưng chỉ giải thoát mang thân người thôi, chứ không giải thoát ra ngoài trung ấm thân được, nên còn ở mãi trong trái đất này. Nếu người này sống trong cảnh bất động mà chán, muốn trở lại làm người thì phải xin vào dòng tộc, xin đầu thai làm người tạo nghiệp nữa, hay tạo công đức trở về Phật giới. 2. Ngồi lý luận về nhân sinh và vũ trụ cho thật hay, được nhiều người khen ngợi, tự nhiên mình được danh hiệu là giảng sư bậc nhất. Cũng có người khen mình là vị triết lý đại tài. Pháp môn này, thái tử dạy kế pháp môn thứ nhất nên được gọi là trung thừa. 3. Ngồi suy tư tìm hiểu những hữu dụng vật chất
càng nhiều càng tốt. Nếu được thành công, nhiều người gọi pháp môn tu này là đại thừa. Vì sao nhiều người gọi vậy? Vì pháp môn này hiểu biết nhiều và cao hơn hai pháp môn trước nên gọi là đại thừa. Pháp môn đại thừa này, người tu trong cơ sở tu hành không ai chịu tu, vì ngồi suy tư nghĩ tưởng mất thời gian rất lâu mới tìm hiểu được, nên chỉ có người tại gia thích tu mà thôi. Người đời gọi họ là kỹ sư. Đức Phật cổ nhiên đang dạy Như Lai những lời sau cùng: pháp môn giải thoát này, Thái tử phải dạy cho đệ tử nào muốn giải thoát thì mới dạy. Còn những người sau đây, một lời không nói, một chữ cũng không dạy, gồm những người ham danh và mê lợi, những người sử dụng pháp môn này để kiếm tiền, dạy đệ tử các đời sau không nói chỗ đông người. Nay, tại nội viện Hoàng cung có Trời Đâu Xuất Đà này, nhiệm vụ của Như Lai đã hoàn thành, cũng là lúc Như Lai thọ ký cho Thái tử, sau này ở cõi Ta Bà, Thái tử sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Văn. Đức Phật Cổ Nhiên Năng vừa dạy và thọ ký cho Như Lai xong, Ngài cùng Như Lai lên đại sảnh nội viện cung Trời Đâu Xuất, từ giã chúa cha và mẫu hậu của Như Lai. Còn riêng phần Như Lai, sống với phụ vương và mẫu hậu đến khi hết tuổi thọ mới trở lại thế giới loài người làm con của đức vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Khi lớn lên, Như Lai cũng có vợ và con như bao nhiêu người khác để sống đúng với nhân quả của trái đất. Đến 25 tuổi, Như Lai bắt đầu xin vua cha xuất gia tu hành, nhưng muốn cho vua cha chấp thuận thì Như Lai phải chứng minh cho vua cha biết là Như Lai có quyết chí hơn người. Ban đầu, Như Lai đề ra 4 câu thắc mắc để hỏi vua cha, những người trong hoàng tộc cũng như những vị tu sĩ có danh tiếng như sau. 1. Con người từ đâu đến thế giới này? 2. Đến thế giới này để bị sinh già, bệnh chết. 3. Khi còn sống, sao lại tranh giành hơn thua, chém giết lẫn nhau, sau cùng rồi cũng phải lìa bỏ tất cả. 4. Sau khi chết rồi sẽ đi về đâu? Như Lai biết, 4 thắc mắc nói trên, vua cha, những vị trong hoàng tộc, cũng như những vị giáo sĩ, dù có danh tiếng cỡ nào cũng không ai biết được. Vì sao Như Lai quả quyết như vậy? Dù bất cứ ai sống trên trái đất này mà sử dụng cái suy nghĩ của tánh người, không sao biết được. Để vua cha chấp thuận cho Như Lai xuất gia tu hành một cách thuyết phục, cũng như những vị trong hoàng tộc, nên Như Lai xin vua cha cho 10 giáo sĩ uất đầu lam phất đến hoàng cung, hỏi 4 thắc mắc nói trên. Giáo sĩ uất đầu lam phất không giải thích được, nên vua cha mới cho Như Lai xuất hoàng cung tu hành. Để đúng với sự hiểu biết của vua cha, những vị trong hoàng tộc cùng nhân dân trong cả nước, nên Như Lai dụng công tu hành 5 pháp môn có chứng có đắc theo nhân quả như dụng công ngồi thiền quán và tưởng 37 pháp, ngồi lý luận về nhân sinh và vũ trụ rất rõ ràng, dụng công ngồi suy tư hữu dụng vật chất, dụng công ngồi niệm Phật A-di-đà, dụng công ngồi niệm câu thần chú. 6 năm trời, Như Lai dụng công tu hành 5 pháp môn nói trên. Pháp môn nào, Như Lai cũng cho những người xung quanh biết là Như Lai đã chứng được. Để có ban bệ dạy 5 pháp môn này, Như Lai mới mời 9 ông: Kiều Trần Như, Kiều Trần Nhi, Kiều Trần Thi, Kiều Trần Nga, Kiều Trần Na, Thực Lực, Mã Hiền, Ma Nam, Ác Bệ, đến hợp tác với Như Lai, thành lập ra đạo giác ngộ, tức đạo hiểu biết, 5 pháp môn tu hành. Để 9 vị này có kiến thức căn bản, nên Như Lai dạy bài pháp bụi trần, tức phân tích không gian chân thật, bụi ở trong không gian này. Như Lai thành lập ra đạo giác ngộ để làm gì? Để quy tụ tất cả những ai muốn tìm hiểu sự thật, con người, vạn vật, trái đất, Phật giới, càn khôn vũ trụ, nhân quả luân hồi, công thức thoát ra ngoài nhân quả luân hồi. 8 phần nói trên, Như Lai không dạy cho đại chúng, mà chỉ dạy riêng cho người nào không thích tu hành chứng đắc. Vì vậy, suốt cuộc đời Như Lai dạy đạo chỉ giúp có 15 vị biết được chân thật này. Vì sao quá ít như vậy? Vì thời của Như Lai sống, loài người chưa văn minh lên cao, nên họ thích những việc sau đây. Ngồi thiền có chứng có đắc theo nhân quả của trái đất, ngồi lý luận cho thật hay, ngồi suy tư nghĩ tưởng hữu dụng vật chất, ngồi mơ mộng đến sống chỗ vui tươi, ngồi niệm chú để có linh thiêng, cầu xin và lệ người khác ban phước, ham làm tôi tớ cho người khác, vân vân. Nói đến cái tưởng của con người thì không thể nói hết được. Do vậy, pháp môn giải thoát này không ai chấp nhận,
nên Như Lai phải viết ra tập huyền ký để nhờ vị nào nhận ra được tánh chân thật của chính mình, truyền đi đến đời Mạt Thượng Pháp công bố ra. Như Lai cũng nói cho các ông bà biết, đến đời Mạt Pháp, loài người tuy có văn minh lên thật cao, nhưng cũng không có bao nhiêu người chấp nhận. Vì sao họ không chấp nhận? Vì có bốn nguyên do như sau. Vì họ rất thích vật chất, họ rất thích danh, họ rất thích tiền, họ rất thích chùa to Phật lớn. Vì bốn nguyên do nói trên, nên khi tập huyền ký của Như Lai được công bố ra, những người này tìm đủ mọi cách để ngăn cản, kể cả dùng áp lực. Như Lai nói rõ, tại sao Như Lai ở trong tử cung của Hoàng hậu Maja mà không quên những gì mà Đức Phật Nhân đang dạy Như Lai không? Là có hai nguyên do như sau. Một, khi Như Lai nhập tử cung của Hoàng hậu, Như Lai cố gắng không ngủ. Hai, nhờ Đức Phật Nhân đang bổ ánh sáng điện tử quang vào tử cung của Hoàng hậu Maja, để trong tử cung của Hoàng hậu lúc nào cũng sáng rực, nên Như Lai không bị buồn ngủ. Nhờ vậy, khi Hoàng hậu Maja sinh Như Lai ra, Như Lai không quên bất cứ thứ gì mà Đức Phật Nhân đang dạy Như Lai.